Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Zelensky cảm ơn những người cung cấp thông tin ở Crimea sau khi xem qua các cuộc tấn công tại Sevastopol. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Zelensky thanks informants in Crimea after previewing strikes on Sevastopol. Nghĩa là Zelensky cảm ơn những người cung cấp thông tin ở Crimea sau khi xem qua các cuộc tấn công tại Sevastopol. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn những người cung cấp thông tin ở Crimea sau khi xem cuộc tấn công trên bán đảo bị Nga tạm chiếm. Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trên video hôm thứ Tư rằng ông đã gặp các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine để thảo luận về tình hình trên chiến tuyến của cuộc chiến chống Nga. Ông cảm ơn những người Ukraine đã hỗ trợ cho cuộc phản công lớn và đang diễn ra tập trung vào miền nam Ukraine. Zelensky cũng cảm ơn những người ở Crimea đã cung cấp thông tin cho tình báo quân sự. Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết của cuộc họp bây giờ, Zelensky nói. Tôi chỉ nói một điều. Thay mặt cho chính phủ và Cục Tình báo Bộ Quốc phòng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi rất mạnh mẽ ở miền nam đất nước chúng tôi và đặc biệt là ở Crimea. Các sĩ quan tình báo rất biết ơn những thông tin được cung cấp, đã, đang và sẽ sử dụng các tin tức này một cách tối đa. Hãy để kẻ thù đừng quên bán đảo mà chúng đang ở chỉ là tạm thời. Crimea nằm ở phía nam của Ukraine và giáp với gần như tất cả các mặt của Hắc Hải và biển Azov, đã được Nga sáp nhập vào năm 2014. Zelensky đã hứa rằng xung đột quân sự hiện tại sẽ kết thúc sau khi Crimea được lấy lại, với các lực lượng của Nga phải bị đẩy ra khỏi biên giới trước năm 2014 của Ukraine. Zelensky đã gợi ý rằng cuộc phản công ở phía nam ban đầu tập trung vào việc chiếm lại lãnh thổ ở khu vực Kherson do Nga chiếm đóng, cuối cùng sẽ tiến đến Crimea và khiến quân đội Nga không có một căn cứ an toàn nào. Tổng thống Ukraine cũng đã xem trước kế hoạch phá hủy các cơ sở quân sự của Nga bên trong Crimea, bao gồm Sevastopol, thành phố lớn nhất của nước này và một cảng chính ra Hắc Hải. Từ Crimea đến khu vực Kharkiv, quân đội Nga sẽ không có và sẽ không có một căn cứ an toàn nào, một nơi yên tĩnh nào, Zelensky nói. Lực lượng phòng thủ của chúng ta sẽ phá hủy tất cả các nhà kho, trụ sở của quân chiếm đóng, thiết bị của họ, bất cứ nơi nào họ đặt. Đây là vùng đất của Ukraine và quân xâm lược Nga chỉ có thể làm hai điều, chạy trốn hoặc đầu hàng. Chúng tôi không để họ có lựa chọn nào khác. Zelensky nói với người Ukraine ở Crimea, hãy tự bảo vệ mình bằng cách tránh xa các tòa nhà và căn cứ quân sự của Nga, đồng thời kêu họ cung cấp cho quân đội Ukraine thông tin về các hoạt động quân sự của Nga trên bán đảo. Ông nói, tất cả người dân của chúng ta ở Crimea xin vui lòng tránh xa các cơ sở quân sự của Nga, không ở gần các căn cứ và sân bay quân sự của Nga. Hãy thông báo cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine tất cả thông tin bạn biết về quân xâm lược Nga để việc giải phóng Crimea có thể diễn ra nhanh hơn. Zelensky đã nói nhiều lần trong tuần này về các kế hoạch rõ ràng sẽ giao tranh với lực lượng Nga ở Crimea. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai, ông nói rằng quân đội Ukraine đã giữ mục tiêu tái chiếm Crimea trong suốt 8 năm kể từ khi Nga chiếm lãnh thổ này. Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga để đưa ra bình luận. Tưởng cũng nên nhắc lại là sáng sớm ngày thứ Tư 31 tháng 8, theo giờ địa phương, tức là vào xế trưa theo giờ Việt Nam, tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên tại thị trấn Zhanhkoy ở Crimea, bị Nga sát nhập vào năm 2014. Ukraine không tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ông Sergei Klan, người hiện là cố vấn cho thống đốc khu vực Kherson, cho biết, theo các tin tình báo, người Nga tập trung một đoàn xe chuyên chở các thiết bị ở Crimea được gửi tới Kherson. Điều quan trọng là phải bảo đảm rằng các thiết bị này không được chuyển đến tuyến đầu, và ở đây chúng tôi đang theo dõi các cuộc tấn công trên cầu Antonovsky một lần nữa. Ông nói với kênh 24 của Ukraine trong các bình luận được hãng truyền thông Ukraine Ukrinform đưa tin. Thống đốc Mikhailo Rovozay do Nga dựng nên để cai quản vùng Sevastopol bị tạm chiếm
bác bỏ khả năng quân Ukraine tấn công bằng các hỏa tuyến tầm xa như HIMARS. Theo ý kiến của ông, vụ này gây ra bởi các thành phần phá hoại. Trước đó, ông tuyên bố đã tạo ra một cabot đặc biệt nơi cư dân thành phố có thể gửi tin nhắn, ảnh và video về những cá nhân và đối tượng đáng ngờ. Chắc không có nhân dân nào báo cáo, nên các thành phần phá hoại cứ ngang nhiên tấn công. Vào ngày 16 tháng 8, các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển quận Zhanhkoi. Các vụ nổ đã được báo cáo tại kho đạn và một trạm biến áp, trong khi một tuyến đường sắt cũng bị hư hại. Người Nga thông báo rằng hơn 3.000 cư dân đã di tản khỏi làng Maisky ở quận Zhanhkoi. Vụ tấn công tổng kho dầu của Nga diễn ra trong bối cảnh quân Ukraine đang mở một cuộc tổng phản công tái chiếm Kherson. Thị trưởng cho biết gần 10 vụ nổ kinh hoàng ở Melitopol. Khoảng 10 tiếng nổ đã vang lên tại thành phố Melitopol, vùng Zaporizhia, nơi vẫn bị quân đội Nga tạm thời chiếm đóng. Lực lượng kháng chiến được cho là đã phá hủy một căn cứ quân sự của Nga. Thị trưởng Melitopol, Ivan Fedorov, báo cáo như trên vào hôm thứ Năm mùng 1 tháng 9. Quân du kích của chúng tôi đang gia tăng các hoạt động. Khoảng 10 vụ nổ đã được ghi nhận ở phía nam Melitopol, theo hướng Molochny-Liman, nơi quân xâm lược đang bảo vệ các thiết bị quân sự của chúng. Những vụ nổ đầu tiên được nghe thấy ở cư dân của các đường phố phía nam, và sau đó là trên toàn bộ thành phố. Theo báo cáo của Ukrinform, vào ngày 29 tháng 8, một số vụ nổ đã xảy ra tại Melitopol bị tạm chiếm. Quân du kích địa phương phá hủy một căn cứ quân sự, một kho đạn dược và một địa điểm mà các đặc vụ Nga FSB đang ăn tối. Các ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu đạt được đồng thuận chính trị để đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận tấp thị thực giữa Liên hiệp Âu Châu và Nga. Sau cuộc họp không chính thức kéo dài 2 ngày tại Praha, các ngoại trưởng Âu Châu đã đạt được đồng thuận chính trị để đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận về thị thực nhập cảnh giữa Liên minh Âu Châu và Nga. Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu Josep Borrell cho biết trong một cuộc họp báo sau cuộc họp rằng quyết định này sẽ giảm đáng kể số lượng thị thực mới được cấp bởi các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu do quá trình này sẽ trở nên khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn. Thị thực đã bị hạn chế đối với một số loại công dân Nga. Borrell nói rằng đây không phải là một văn bản pháp lý mà chỉ là một thỏa thuận chính trị vào thời điểm này. Thỏa thuận sẽ phải được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên ở cấp Hội đồng Âu Châu. Borrell nói rằng kể từ giữa tháng 7, đã có sự gia tăng đáng kể về các chuyến qua biên giới từ Nga sang các quốc gia láng giềng. Điều này đã trở thành một nguy cơ an ninh đối với các quốc gia này, Borrell nói. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều người Nga đi du lịch để giải trí và mua sắm như thế. Không có chiến tranh nào đang hoành hành ở Ukraine. Nó không thể là một việc bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra, ông nói thêm. Thị trường Ukraine cho rằng cộng tác viên Điện Cẩm Linh đối mặt với công lý hoặc biệt đội tử thần của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Kremlin Collaborator Fight Justice or Russian Death Squad Ukrainian Mayor, nghĩa là thị trường Ukraine cho rằng cộng tác viên Điện Cẩm Linh đối mặt với công lý hoặc biệt đội tử thần của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Một thị trường lưu vong của một thành phố Ukraine đang bị chiếm đóng đã cảnh báo các cộng tác viên của Điện Cẩm Linh rằng họ phải đối mặt với các tòa án Ukraine hoặc có nguy cơ bị giết bởi lực lượng Nga đang tìm cách che giấu tội ác của người Nga. Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol ở miền nam Ukraine, nói với Newsweek rằng các cộng tác viên ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã bỏ trốn dưới các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine trong bối cảnh của một cuộc tổng phản công. Ông Fedorov cho biết, Kirill Chemosov, phó trưởng khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, đã trốn sang Nga. Trong khi Yevhen Balinsky, người đứng đầu chính quyền Melitopol do Nga kiểm soát, hiện đang ở Crimea. Đó là một khởi đầu tuyệt vời khi các cộng tác viên từ Melitopol cố gắng chạy đến Crimea. Fedorov nói từ thành phố Zaporizhia gần tiền tuyến hôm thứ Tư. Và đó là một tín hiệu tuyệt vời cho thấy tất cả các cộng tác viên khác sẽ cố gắng làm điều tương tự. Nhưng tôi biết điều đó là không thể. Những người lính Nga sẽ không cho họ cơ hội bỏ chạy.
Khi chúng thấy không cần đến những người cộng tác này nữa, chúng sẽ thanh lý họ, chúng sẽ giết họ. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận. Chưa có bằng chứng khách quan nào cho thấy Mạc Tư Khoa đang lên kế hoạch ám sát bất kỳ đồng minh Ukraine nào của mình. Các dịch vụ an ninh của Nga trước đây có liên quan đến những cái chết không rõ nguyên nhân của một số lãnh đạo địa phương ở Donbass bị chiếm đóng vào năm 2014. Các nhà chức trách Ukraine đang điều tra hơn 1.000 cộng tác viên bị tình nghi trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Fedorov nói với Newsweek vào tháng trước rằng chỉ tính riêng ở Melitopol, nhóm của ông đã tổng hợp một danh sách hơn 500 kẻ phản bội bị tình nghi. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thanh trừng các quan chức bị nghi ngờ là bất trung với chính quyền trung ương, thề sẽ đưa tất cả tội phạm chiến tranh Nga và những người hỗ trợ Ukraine ra trước công lý. Trong khi đó, các du kích ủng hộ Kyiv ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang thực thi công lý của chính họ. Các du kích đã phá hủy 6 chiếc xe hơi của đặc vụ Nga FSB. Một số quan chức hàng đầu thân Nga đã bị ám sát trong những tuần gần đây khi các chiến binh du kích địa phương làm việc để phá hoại các nỗ lực của Nga nhằm tiếp thu các khu vực bị chiếm đóng. Fedorov nói về miền Nam bị chiếm đóng. Mỗi ngày, các du kích của chúng tôi và quân đội của chúng tôi làm cho nó trở thành một tình huống khó khăn cho người Nga. Thị trưởng bị quân Nga bắt cóc hồi đầu cuộc chiến trước khi được các lực lượng đặc biệt Ukraine giải thoát đã ghi nhận một vụ việc gần đây khi các du kích tấn công một tụ điểm gồm các sĩ quan FSB Nga ở Melitopol. Fedorov nói, các du kích quân của chúng tôi đã phá hủy 6 chiếc xe của FSB khi họ dừng lại ăn tối. Tôi không biết có bao nhiêu người bị thương hoặc bị giết. Fedorov nói, đó là sự giúp đỡ lớn nhất đối với quân đội của chúng tôi. Họ báo cáo cho quân đội tất cả các vị trí của quân đội Nga trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Thứ hai, nhiệm vụ chính của các du kích là phá hủy mọi tuyến đường vận chuyển vũ khí và xe tải hạng nặng đến các vùng bị chiếm đóng. Fedorov và những người miền Nam khác của Ukraine hy vọng rằng cuộc tổng phản công vừa mới khởi sự ở miền Nam sẽ thành công. Ukraine đã chuẩn bị trong nhiều tháng bằng cách tích trữ đạn dược, tăng cường quân đội và làm suy yếu hậu cần của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa. Bộ Tư lệnh miền Nam của Ukraine hôm thứ Hai cho biết, cuộc tấn công được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu, xác nhận các hành động tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Kyiv đã áp đặt lệnh cấm truyền thông đối với các cuộc tấn công, khiến cho việc đánh giá thành công hay thất bại của cuộc tổng phản công là rất khó khăn. Lính Nga cân nhắc việc bắn hạ các chỉ huy của chính mình, chạy trốn khỏi khu vực chiến sự. Một trong những cuộc gọi mới nhất bị tình báo Ukraine chặn ở khu vực chiến sự phơi bày tâm trạng hiện tại của các đơn vị xâm lược Nga được triển khai tại khu vực Kharkiv của Ukraine, khi một trong những binh sĩ đang tìm kiếm cơ hội để về nhà sống sót bằng cách thoát khỏi chiến trường. Sáng thứ Năm 1 tháng 9, Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố một cuộc điện thoại bị đánh chặn, trong đó một người lính nói, tụi tao đang ở phía sau Izium, ở Komisuvaka. Tụi tao không có gì che chắn, không có gì cả. Họ không thể đưa tụi tao ra khỏi đây. Và cấp chỉ huy chỉ đơn giản là bảo tụi tao cứ tiến lên và chiến đấu. Tụi tao có 60 xe tăng ở đây, bộ binh, pháo binh đang hoạt động, nhưng không đứa nào biết mục tiêu là chỗ nào, bắn vào chỗ nào bây giờ. Nếu có cơ hội đầu tiên, tốt hơn hết là mày nên chạy trốn. Chỉ thoát khỏi đây, mày ra mới sống sót được. Người lính Nga nói với người đối thoại của mình. Người lính cũng nói về thái độ của chỉ huy đối với binh lính cấp dưới. Buổi sáng, thằng thiếu tá mới khiển trách tụi tao và nói rằng hắn không quan tâm đến tụi tao. Có thần thì tự lo. Hắn nói rằng có một số tình huống đã xảy ra với một trong những người của tụi tao. Anh chàng bị bắn vào gan và chết ở đó trong vũng bùn. Đêm đó, họ đã ở đó mà không có bất kỳ tấm che nhiệt nào, trong khi thằng thiếu tá có 3 chiếc trên người. Dù sao, tụi tao chỉ mong chạy ra ngoài và biến khỏi đây, nhưng hắn ta không đồng ý. Người bạn khuyên, hãy tìm dịp thuận tiện bắt chết thằng thiếu tá đi. Nếu như mày còn muốn sống về gặp lại bố mẹ mày, ở đây thật là khốn cùng. Cả đại đội 7 vừa bị tiêu diệt, không đứa nào còn sống. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em
thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.